Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Goal. Goal là danh từ, nghĩa thông thường nhất của nó là khung thành, cầu môn mà cầu thủ đá hay đánh bóng vào để ghi điểm. Nó cũng có nghĩa là bàn thắng hay điểm ghi bàn. Goal còn có nghĩa là điều gì đó mà bạn hy vọng đạt được, mục đích, mục tiêu. Trong khi cả thế giới đang theo dõi các trận đấu tưng bừng của World Cup ở Brazil, thì xáo trộn chính trị đang làm chao đảo vùng Trung Đông, cụ thể là Iraq. Một nhóm chủ chiến có liên hệ với nhóm khủng bố Al-Qaeda đã tiến chiếm nhiều thành phố miền Bắc Iraq và gây nên cảnh giết chóc man rợ. Mục tiêu của nhóm này là gì? Mời bạn theo dõi. With the World Cup underway in Brazil, goal is a word we hear a lot now. But in politics, the goal of militants from the Al-Qaeda-linked Islamic State of Iraq in Syria and the Levant, also known as ISIS, is a great concern to the international community. ISIS threatens to attack Iraq's capital, Baghdad, and to create an Islamic State. The United States has ruled out returning any combat troops to Iraq, but President Barack Obama has ordered 275 military personnel to help provide security for the U.S. Embassy in Baghdad. Cộng đồng quốc tế đang hết sức lo ngại về mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIS. Nhóm này đe dọa tấn công thủ đô Baghdad và thiết lập một nhà nước dựa trên tư tưởng Hồi giáo bảo thủ. Mỹ đã loại trừ khả năng đưa quân chiến đấu trở lại Iraq, nhưng Tổng thống Barack Obama đã lệnh cho 275 nhân viên quân sự đến Iraq để đảm bảo an ninh cho Đại sứ quán Mỹ tại đây. Militant là phần từ vũ trang, người chủ chiến. To rule out nghĩa là loại bỏ, loại trừ một giải pháp, một khả năng nào đó. Và combat troop là quân chiến đấu. Tại World Cup năm nay ở Brazil, công nghệ goal line hay vạch vôi điện tử đã được đưa vào sử dụng lần đầu tiên trong trận đấu vòng bảng mà Pháp giành chiến thắng trước Honduras. Mời bạn điểm lại tình huống ghi bàn trong trận cầu này. At the FIFA World Cup in Brazil, goal line technology was put into use for the first time ever during France's victorious match against Honduras. The German goal control system determined that the Honduras goalkeeper inadvertently knocked the ball across the line. But there was a lot of confusion involved because the system at first gave a no goal signal. The new goal line technology is now under review. Hệ thống goal control do Đức sản xuất xác định rằng thủ môn của Honduras đã vô tình đánh bóng qua vạch cầu môn. Nhưng hệ thống này đã gây nên nhiều khó hiểu vì lúc đầu báo là không có bàn thắng. Công nghệ goal line hiện đang được xem xét lại. Put something into use là đưa cái gì vào sử dụng. Inadvertently có nghĩa là vô tình, không cố ý. Và under review là đang được xem xét, rà soát lại. World Cup có thể đang thu hút sự chú ý của những fan hâm mộ bóng đá khắp thế giới. Nhưng môn Bubble Soccer cũng đang lôi cuốn các fan ở Nhật Bản. Bubble Soccer là gì? Mời bạn theo dõi. Finally, while the World Cup may be drawing the most worldwide attention, Bubble Soccer is another competition that has fans riveted in Japan. Like its traditional counterpart, two teams try to score the most goals. But as you can see in this otherworldly version of the game, originally created in Norway, stealing or heading the ball is a bit more tricky. Xuất hiện lần đầu tiên ở Na Uy, môn Bubble Soccer cũng có hai đội tìm cách ghi bàn với quả bóng truyền thống. Nhưng điểm khác là mỗi cầu thủ phải đội thêm một bong bóng nhựa trong suốt lên người. Do đó, việc tranh cướp bóng hay đánh đầu sẽ có phần khó khăn hơn nhiều. Động từ rivet nghĩa là thu hút, lôi cuốn. Và tricky nghĩa là khó khăn, phức tạp. Target là kết quả được chính thức đặt ra, thường là cụ thể và dưới dạng con số, ví dụ như doanh số bán hàng, số lượng học sinh thi đậu, ngày tháng, v.v. The central bank has been trying to adopt various measures to bring unemployment down to its target of 5%. Objective là những thứ mà ta mong muốn đạt được hoặc cố gắng đạt được, thường là một phần trong một dự án. Objective có nghĩa tương đối trang trọng.
One of Dr. Hobson's main objectives is to keep his students interested in linguistics. That's why his classes are always packed every semester. Goal cũng là thứ mà ta mong muốn đạt được, thường mang tính lâu dài, có liên quan đến đời sống hay sự nghiệp của cá nhân. Despite working in Hollywood full-time as a waitress, Nelly continues to pursue her goal of becoming an actress. Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.